Trong cuộc chiến phòng chống dịch COVID-19, mỗi cán bộ y bác sĩ của huyện Mèo Vạc vẫn ngày đêm làm việc, lặng thầm cống hiến, góp phần quan trọng trong công tác chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân. Ghi nhận tại khu vực cách ly tập trung xã Thượng Phùng, hơn 300 công dân được cách ly tại hai khu vực chợ Mỏ Phàng và trạm kiểm soát liên ngành Sampun xã Thượng Phùng. Số lượng người cách ly nhiều, trong khi cán bộ quân y đồn biên phòng Xín Cái thì mỏng. Y sĩ Mua Mí Páo, cán bộ trạm y tế xã Giàng Chu Phìn và điều dưỡng viên Hoàng Đường Văn, trạm y tế xã Tà Lủng đã tình nguyện xung phong vào thực hiện nhiệm vụ đảm bảo công tác y tế tại khu vực cách ly của xã Thượng Phùng. Tại đây, công việc của hai anh là trực tiếp điều tra dịch tễ tất cả các công dân nhập cảnh vào Việt Nam, tiến hành lấy mẫu để xét nghiệm COVID-19 theo quy định của Bộ Y tế, đồng thời lập danh sách và cấp giấy chứng nhận cho các công dân hoàn thành cách ly tập trung đủ 14 ngày. Giờ rất đông công dân đấy, cách ly ở đây. Đấy, thì là bây giờ là nói chung là cũng Bắc Trung Nam là đây được tập trung đầy đủ hết, cả người dân tộc cũng có. Nói chung có nhiều cái là bất đồng ngôn ngữ là một, cái thứ hai là mỗi người một kiểu rất khó để đi quản người ta là. Nên là bảo người ta là phải giữ gìn vệ sinh. Nên đi lại xong là cái thứ hai là lấy cơm kiếc là phải đi xếp theo hàng, theo thứ tự. Có mặt để tận mắt chứng kiến công việc bộn bề của những người lính áo trắng mới thấu hiểu hết nỗi gian truân, sự hy sinh cống hiến của họ. Ở nơi tuyến đầu chống dịch, y sĩ Báo và điều dưỡng viên Hoàng Đường Văn và các đồng nghiệp luôn chủ động, linh hoạt trong mọi tình huống để đáp ứng yêu cầu của công việc. Áp lực thì nói chung cũng có, bởi vì những lượng người đến quá đông và nhiều lúc kiểm soát không được. Rồi là có những cái công việc mà ví dụ như là thức đêm thức hôm, rồi là những cái công việc mình làm không xuể. Đấy, rồi là nói chung là ít người, nhân lực ít thì mình làm nó không hết được. Thật sự là khi làm cái công tác y tế này chúng tôi cố gắng hết mình làm, có nghĩa là chăm sóc sức khỏe cho các công dân làm sao có một cái sức khỏe tốt nhất để đến lúc ra về nó người ta có một cái sức khỏe tốt nhất để đi về. Với các y sĩ ở đây, rất vui mỗi lần thấy người cách ly sức khỏe ổn định, kết quả xét nghiệm âm tính, càng thấy ý nghĩa lớn lao của công việc mà mình được giao là góp phần đem lại thành công bước đầu trong trận chiến chống COVID-19. Điều này càng làm cho các công dân tại khu vực cách ly thêm tin tưởng vào đội ngũ y bác sĩ, giúp họ chấp hành cách ly theo quy định. Và chúng em đi vào đây thì cũng được các anh bộ đội biên phòng, các bác y tế cũng quan tâm bạn em nhiệt tình đến nơi đến chốn, và ăn uống cũng đàng hoàng đầy đủ ạ, chỗ ăn chỗ ở cũng đến nơi đến chốn. Ngày cũng được các bác y tá bác sĩ cũng được kiểm tra sức khỏe 1-2 lần ạ. Với tinh thần xung kích, nhiệt huyết, những chiến sĩ áo trắng như y sĩ Báo, điều dưỡng viên Văn và nhiều y bác sĩ trẻ đang ngày đêm âm thầm nơi tuyến đầu chống dịch đã vượt lên trên tất cả để sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ, đóng góp tích cực vào công tác ngăn ngừa và phòng chống dịch bệnh COVID-19 xâm nhiễm vào địa bàn huyện vùng cao biên giới của Tổ quốc.